Thu Giang xin chào quý thính giả của chuyện từ sâu. Khi mới bước chân sang nước ngoài sinh sống, một trong những điều đầu tiên mà chúng ta phải làm đó chính là đi tìm thuê nơi ở. Tại Hàn Quốc, người thuê nhà thì thường không giao dịch trực tiếp với chủ nhà mà sẽ chủ yếu liên lạc qua trung gian đó là các văn phòng môi giới bất động sản. Nơi tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ đưa mình đi xem những địa điểm phù hợp với nhu cầu và mong muốn mà mình đã đề ra. Hôm nay chuyện từ Seoul đã mời đến trường quay chị Phạm Diệu Ngọc, còn được biết đến với tên gọi Ngọc Seoul, bà chủ của một văn phòng môi giới bất động sản tại hàn quốc đặc biệt chị ngọc xôi là người gốc việt hiếm hoi đã đạt được bằng môi giới bất động sản chuyên nghiệp và hành nghề ở hàn xin chào mừng chị ngọc đã đến với chuyên mục chuyện từ xôi chị có thể có đôi lời giới thiệu về bản thân mình không Ok, xin chào Thu Giang và xin chào quý khán thính giả thân mến. À, Ngọc rất là vui được chương trình Chuyện Từ Seoul mời đến à, tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì à, xin tự giới thiệu có đôi lời về bản thân đó là à, Ngọc thì à, 20 năm trước đó, tức là năm 2004 thì Ngọc đã đến à, Seoul để mà du học và chương trình về thạc sĩ. Và trong cái quá trình 20 năm qua thì Ngọc cũng à, đã có khoảng một nửa thời lượng là làm việc tại Việt Nam đó là hơn 10 năm và làm ở một số những cái công ty cũng khá là tinh tuổi ví dụ như công ty cổ phần chứng khoán Miraset Asset hay là liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore và gần đây nhất là công ty cổ phần bất động sản EA Việt Nam thì uh, tuy là những cái vai trò khác nhau nhưng đều là liên quan đến lĩnh vực bất động sản và đó cũng là cái đam mê của của Ngọc uh, và gần đây thì năm 2017 thì trong cái quá trình thời gian đó thì Ngọc sống ở Hàn Quốc thì Ngọc cũng đã học và thi và lấy cái chứng chỉ Hàn uh, Quốc công Incheon Gasa đó là chứng chỉ môi giới chuyên nghiệp của Hàn Quốc và uh, nhưng mà sau đó thì lại về Việt Nam ừ. và gần đây 2022 thì quay lại và à, cuối năm ngoái thì Ngọc có mở một cái văn phòng bất động sản à, <laughs> ở tại uh, quận Ungcheon, ừ. ungcheon cu của Hàn Quốc, của Seoul. Vậy là chị Ngọc đã có tận hơn 10 năm trong nghề bất động sản rồi uh, và chị uh, chủ yếu <laughs> hoạt động ở Việt Nam phải không ạ? Yeah. Vậy thì vì sao mà chị lại quyết định thi cả chứng chỉ môi giới bất động sản chuyên nghiệp của Hàn Quốc nữa? À, tại vì cái thời điểm đó thì Ngọc cũng nghĩ là mình sẽ sống ở Hàn Quốc ừ. và tại vì bất động sản là cái đam mê của Ngọc và cũng là cái lĩnh vực mà Ngọc làm nhiều nhất cho nên là cũng muốn học và tìm hiểu xem cái thị trường bất động sản của Hàn Quốc này như thế nào. Cái kỳ thi chứng chỉ này thì mỗi năm chỉ có tổ chức một lần vào một ngày duy nhất ừ. trên phạm vi cả nước và theo Ngọc nhớ là cái thời điểm năm 2017 có khoảng 300.000 người dự thi à, nhưng cái tỷ lệ mà đạt nó chỉ khoảng 15-20% thôi. Ừ nghĩa ừ. là cái sự đánh đố nó khá là nhiều và chúng ta phải học rất là nhiều bộ luật ừ. à, liên quan đến bất động sản, tức là nó cũng cũng khá là căng. Dạ yeah. yeah. Thế thì chứng chỉ này chúng ta thi một lần có thể dùng cả đời luôn hay là mình cứ phải thi đi thi lại chị Ngọc nhỉ? À, khác với ở Việt Nam mình á thì Giang uh, có biết là ở Việt Nam thì cái chứng chỉ môi giới á thì 5 năm mình sẽ phải thi ừ. lại một lần. Nhưng mà cái chứng chỉ môi giới của Hàn Quốc thì phải uh, uh, thi nhưng mà chúng ta được sử dụng cả đời. Ừ. À đó là điểm khác biệt thế thì thu giang tò mò là đối tượng có thể đăng ký dự thi chứng chỉ này và ừ. quy trình thi thì sẽ diễn ra như thế nào à đối tượng á, thì ai cũng có thể thi được nha ừ. kể cả người nước ngoài miễn là không có bị vi phạm pháp luật <laughs> à và còn à, về cái độ tuổi cũng như vậy luôn nhưng mà về à, những cái à, môn á môn thi á thì à, mình sẽ tạm gọi là có hai vòng thi à, vòng 1 thì sẽ có hai môn gọi là của thông tin hắc keoln tức là những cái môn khái luận về cái bất bất động sản ừ. về thị trường bất động sản rồi cũng như là à, những cái về liên quan đến định giá à, phải tính toán cũng khá là nhiều ha rồi cái môn tiếp theo là cái môn rất là quan trọng và cũng khá là khó khăn ừ. đó là luật dân sự mà có liên quan đến bất động sản sau đó thì ở cái vòng 2 thì chúng ta sẽ chia làm hai đợt thi đấy cái đợt một á thì phải thi hai môn lẫn ừ. đó là cái môn gọi là cung bóp, tức là những cái môn mà giống như là những cái liên quan đến quy hoạch về bất động sản và cái nữa là về chung kết sao bọc và uh, xem mua mà liên quan đến những cái nghiệp vụ bất động sản ừ. trong cái nghiệp vụ uh, chính thức của mình khi mà làm việc đó và xong cái uh, đợt thứ hai của cái vòng 2 thì mình sẽ thi về những cái môn mà liên quan đến uh, sổ ha uh, ở bên giống như ở Việt Nam mình gọi là sổ hồng á, hay ừ. là về về gọi là về địa địa chính hay là à, và thêm một môn rất là quan trọng đó là môn thuế Ừ. tức là mình phải thi đỗ vòng 1 xong rồi mình mới qua lại đến vòng 2 đúng không chị? À, bởi vì mình thi trong một ngày ừ. cho nên mình sẽ thi ví dụ như là mình có quyền đăng ký là mình chỉ thi ví dụ như năm nay mình chỉ có đăng ký vòng 1 thôi oh. và mình để năm sau mình thi vòng 2 cũng được. Ừ. Hoặc nếu mình tự tin thì mình có thể đăng ký cả hai vòng. À, nhưng nó có một cái điều là mình phải đậu vòng 1 thì cái kết quả của vòng 2 mới được công nhận. Oh. Cho nên giả sử nha, <laughs> giả sử mà giả sử vòng 1 của mình thi mà cái điểm mình không đủ ừ. mà cái vòng 2 mình có đậu đi nữa thì sang năm mình vẫn phải quay lại từ đầu nhưng giả sử nếu mà mình thi năm nay mình thi đậu vòng một mà mình chưa đậu vòng hai thì mình sẽ được bảo lưu cái kết quả vòng một trong vòng một năm nghe những điều luật mà chị Ngọc chia sẻ lúc nãy Giang cũng thấy rất là chóng mặt luôn Phải học đủ những cái điều luật liên quan đến bất động sản như vậy Thì Giang nghĩ là người Hàn cũng cảm thấy khó nhằn Thế thì chắc hẳn là chị Ngọc cũng đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình ôn thi cho cái chứng chỉ này Dạ đúng rồi Thì bản thân Ngọc á, thì cũng hơi chủ quan Tức là cái thời điểm ban đầu khi mà Ngọc học cái chứng chỉ này á, là vào khoảng tháng tháng 3 năm 2016 Thì lúc đó mình cũng nghĩ à mình học cho biết Không có đặt nặng lắm à, Nhưng mà rồi với lại mình cũng nghĩ là chắc là nó không có quá khó gì đâu tại vì hồi xưa mình cũng đã học thạc sĩ rồi mà đúng không thì ừ. nghĩ là như vậy thôi nhưng mà đến lúc vào học thì thực sự là rất là khó khăn đặc biệt đặc biệt là cái môn luật dân sự à, tại vì cái luật dân sự này nó liên quan nó quy định những cái quyền cơ bản trong cái lĩnh vực bất động sản và đều dựa trên cái luật dân sự ví dụ như ngọc nói nha ở Hàn Quốc thì luật định nó rất là rõ ràng ừ. và rất là và rất là chuyên nghiệp rồi cho nên là ví dụ như mình có thể quy định là quyền sở hữu nè bất động sản thì có rất là nhiều quyền ừ. có thể là quyền sở hữu nhưng có những cái quyền là quyền sử dụng thôi hoặc là có những cái quyền gọi là uh, gọi là quyền thế chấp hay là quyền uh, quyền gọi là mình uh, mình có thể mình mình đi mượn một cái mượn một cái lối đi đó đó để để mà đi 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 qua cái 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 đất của ừ. nhà khác đó là những cái quyền đó rất là đa dạng và rất khác nhau. đâm ra là mình phải học thật kỹ bởi vì mình phải hiểu được cái đó thì khi mà uh, đi vào cái giao dịch cụ thể đó mình mới tránh được những cái rủi ro. Uh, riêng mà riêng ở Việt Nam thì Ngọc chưa thấy có, có có những cái điều này vào cái 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 trong cái cuộc thi trải qua tất cả những cái khó khăn trong quá trình ôn thi như vậy thì bây giờ chị đã là một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp rồi. Ở đầu chương trình thì chị Ngọc có chia sẻ là hiện tại mình đang uh, kinh doanh vận hành một uh, bất động sản riêng. Thế thì hiện tại văn phòng của chị Ngọc đang cung cấp những loại hình bất động sản nào ạ? À cái um, khu vực của của Ngọc ở đó thì đương nhiên là Ngọc cũng sẽ làm những cái uh, giao dịch về thứ cấp, ví dụ như là thuê nhà hay ừ. là mua nhà hay là thuê mặt bằng vân vân ở khu vực ở đó. Còn uh, ngoài ra thì cái thế mạnh của Ngọc như Ngọc cũng nói là những cái kinh nghiệm từ bất động sản ở Việt Nam <laughs> cho nên là Ngọc cũng giới thiệu những cái sản phẩm mà À, đáng để đầu tư cho khách hàng Hàn Quốc cũng như là khách hàng Việt Nam để có thể đầu tư về Việt Nam. Tại vì à, bản thân Ngọc á, thì cũng bắt đầu đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam là từ năm 2005 à, qua gần 20 năm đó và trải qua cũng khá là nhiều cái chu kỳ bất động ừ. sản nó up and down đó nó lên xuống như vậy á thì mình cũng rút ra được một số những cái bài học trong đầu tư và những cái kinh nghiệm đó thì Ngọc nghĩ là Ngọc cũng có thể giúp cho khách hàng định hướng để có thể chọn những cái dự án đầu tư nó tốt trong tương lai và cái thứ ba là cái lĩnh vực mà ngọc cũng đang rất là tập trung và muốn muốn dành nhiều thời gian trong cái thời gian tới đó là mình sẽ giới thiệu những cái dự án nhà ở cho người việt nam tại hàn quốc hoặc là đối tượng người việt nam mà ở việt nam đang muốn mua một cái căn nhà thứ hai tại hàn quốc để mà nghỉ dưỡng Ban nãy chị Ngọc có chia sẻ là mình đã rút ra được rất là nhiều bài học sau gần 20 năm làm bất động sản. Mà rồi Giang biết là cái này là ở uh, bí kíp thôi. Nhưng mà không biết chị Ngọc có thể chia sẻ ở một vài điều, một vài bí kíp mà mình đã rút ra được không? à uh, thực ra cái này mà mình chia sẻ thì uh, chỉ mang tính là chia sẻ cá nhân ừ. thôi tại vì nó rút từ cái kinh nghiệm của ngọc mà ngọc cụ thì cũng không phải là cá mập không phải là sát mình cũng chỉ là nhà đầu tư quy mô nó nhỏ nhỏ chứ không phải là ấy cho nên là ngọc chỉ mang tính là chia sẻ thôi nha chứ không phải là là cái gì kinh nghiệm gì cái gớm thì uh, đối với ngọc thì uh, ngọc thấy là uh, bất động sản thì nó mang tính chu kỳ khi mà mình đã À, mình đã nghĩ là mình đầu tư bất động sản thì mình phải có cái tầm nhìn trung và dài hạn. Ừ. À, à, Ngọc cũng nhìn thấy rất là rõ tức là ở những cái nước khác thậm chí ở Hàn Quốc chẳng hạn như khu vực an Nam hay là quân tăng vân vân thì à, người ta cũng phải có cái sự chờ đợi ừ. để nó có một cái quá trình tăng trưởng nhưng một khi nó đã tăng trưởng thì cái việc sinh lợi nó rất là cao. Đó cho nên là mình phải có cái sự kiên nhẫn và có cái tầm nhìn ha. Ừ. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là uh, trong cái thị trường mà nó đang chậm như hiện tại cái thị trường nó đang chậm như vậy á thì cái việc lướt sóng nó sẽ không phù hợp cái việc lướt sóng và dùng đòn bẩy tài chính là chỉ phù hợp khi cái thị trường nó đang tốt Dạ, yeah. cho nên là mình phải cẩn thận ở cái thị trường hiện tại là mình phải cẩn thận khi mà mình mình có cái ý định là mình lướt sóng hay là đầu đầu cơ ngắn hạn ha. <laughs> rồi cái ý thứ ba là bất động sản thì sẽ có rất là nhiều cái loại hình khác nhau, có thể có căn hộ, có nhà phố, shop house, biệt thự hay là đất nền vân vân. rồi kể cả có những nhà đầu tư họ thích đầu tư vào nhà kho xưởng vân vân thì mình phải tùy theo vào cái nguồn tài chính của mình mà mình cũng nên là không nên dồn tất cả ừ. trứng vào một giỏ. Thì giống như là trong cái lĩnh vực chứng khoán cũng vậy, chúng ta phải có một cái portfolio và mình chia từng cái 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 phần nó như thế nào đó. Mình thấy cái phần nào tiềm năng thì mình sẽ dồn nhiều tiền hơn. Ừ. À, đó là cái ý thứ ba. À, và cái ý thứ tư là dù cái thị trường mình có up hay là đã, có, có down là có lên có xuống đi nữa thì mình cũng nên liên tục đi thị trường gọi là đi thị trường tức là gọi là đi đi thăm đi tham quan bất động sản nè đi xem nhà xem cửa xem đất xem đai và cập nhật tình hình liên tục bởi vì mình phải cập nhật liên tục thì mình sẽ tìm được những cái sản phẩm tốt để mình đầu tư và cái ý cuối cùng là trong cái quá trình với cái vai trò là một nhà đầu tư trực tiếp kể cả trong cái vai trò là môi giới của ngọc cũng vậy nữa thì ngọc có quan sát là trong cái vai trò nhà đầu tư thì mình nên chọn cho mình ở từng khu vực sẽ có cái môi giới giỏi ở trong cái 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 khu vực đó không thể nào có môi giới mà giỏi hết rồi ở ừ. ở vừa ở seoul mà vừa ở busan thì nó không phải là như vậy nhưng mình nên tìm và nên chọn cho mình một môi giới giỏi giỏi nhưng mà phải có tâm nữa. À tại tại vì sao? Tại vì uh, khi mà mình có được một cái người môi giới giỏi và có tâm thì họ sẽ tạo ra cho mình nhiều cái cơ hội mình đầu tư xin lời. Thực ra là mình phải cảm ơn cái người môi giới đó. Ừ. Và khi mà mình đã tìm và mình chọn được thì mình nên mình nên follow tức là mình theo tức là mình mình chỉ uh, mình cũng sử dụng cái dịch vụ bạn đó nhưng mà mình chỉ nên uh, ví dụ như mình gửi sản phẩm thì mình đã biết bạn đó giỏi khu vực đó thì mình chỉ nên theo một người. Ừ. Chứ mình không nên là à cùng lúc là mình à, vừa gửi người này vừa gửi người kia vừa hỏi cái này vừa hỏi cái kia thì nó sẽ không không coi thực sự là nó 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 sẽ không có tốt với ừ. cái quá trình đầu tư của mình mặc dù ngọc làm môi giới đi nữa nhưng ở những cái khu vực nào mà ngọc đầu tư mà ngọc không chuyên ừ. thì ngọc vẫn sẽ tìm cho mình một cái môi giới ừ. chuyên nghiệp ở đó và một môi giới là thực sự có tâm và mình hoàn toàn tin tưởng và mình à, mình có thể à, và mình phải tôn trọng người môi ừ. giới giang cảm thấy là chị ngọc vừa gọi thì 20 năm vừa qua học được những gì là chị nói hết chia sẻ hết cho mọi người rồi đấy. không hề giấu nghề một chút nào luôn yeah. có bao nhiêu bí kíp là nói hết rồi đúng không yeah, chị ạ yeah. thì <laughs> 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 bây giờ thư giang tò mò là các nhà đầu tư hàn quốc có đầu tư vào việt nam nhiều không chị à nhà đầu tư hàn quốc thì hiện tại vẫn là những cái nhà đầu tư mà đầu tư nhiều nhất vào thị trường việt nam tức ừ. là thị trường bất động sản á đó thì thông thường thì nhà đầu tư nước ngoài á theo cái luật của việt nam thì uh, đa phần là họ đầu tư vào căn hộ thôi ừ. yeah. còn uh, shop house hay nhà phố cũng có nha nhưng mà rất là hạn hữu tại vì cái cái quy định của cái luật của mình nó nó không có được rộng rãi ví dụ như căn hộ thì được đầu tư maximum là 30% mươi phần trăm vào cái cái số lượng của cái dự án còn đối với những cái gọi là những cái sản phẩm thấp tầng ví dụ như nhà phố hay là shop house hay biệt thự chẳng hạn thì những cái sản phẩm đó nó chỉ maximum là 10% phần trăm 10% phần trăm nhưng mà lại không quá 200 căn trong một cái phường đâm ra là ừ. nó hơi khó nó hơi khó ví dụ một cái phường đó mà có nhiều dự án thì đâm ra là chủ đầu tư cũng cũng không có dám bán nhiều về những cái sản phẩm thấp tầng cho, cho nhà đầu tư nước ngoài ban nãy chị Ngọc có chia sẻ là nhiều người Việt Nam cũng đang quan tâm hỏi mua nhà ở Hàn Quốc đúng không ạ? À, đối với cái việc mà đầu đồ... mua nhà tại Hàn Quốc dành cho người nước ngoài thì Ngọc quan sát thì Ngọc thấy là cái quyền lợi và cái nghĩa vụ nó cũng tương tự như là người Hàn Quốc, nó không có sự khác biệt và kể cả những cái phân khúc sản phẩm cũng như vậy luôn, mình cũng được mua nhà, mua đất, mua căn hộ vân vân. À, đương nhiên là về cái khoảng đất á, thì nó, nó sẽ tùy vào cái khu vực ha, à, nhưng mà à, Ngọc thấy là nó tương đối dễ giải và một cái điểm nữa dạo này là người việt nam mình á cũng quan tâm về cái bất động sản hàn quốc là tại vì hàn quốc nó gần việt nam mà ừ. và đi lại nó cũng dễ dàng cũng như là cái thời tiết khí hậu cũng rất là đẹp văn hóa thì thu Giang cũng thấy là rất là tương đồng à và à, khách hàng của ngọc qua đây coi nhà thì nói trội em thích hàn quốc quá đi tại vì qua hàn quốc chơi cũng rất là vui à, ví dụ như gia đình nhiều khi á ở việt nam thì dạo ngày càng ngày càng nóng nữa cho nên là ví dụ như mùa hè thì họ có thể là à, dẫn con cái gia đình qua bên đây Ừ. và họ có muốn có một cái ngôi nhà gọi là second home ừ. để mà uh, họ thích qua giờ nào thì 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 họ qua kiểu như là như vậy. Tức yeah. là xu hướng này bây giờ đang là nổi trội nhất đúng không ạ? Muốn à, mua căn nhà nghỉ dưỡng. À, cái đó là xu hướng mới, chứ ừ. cũng chưa 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 phải là nổi trội. Còn cái nổi trội nhất vẫn là cái nhu cầu an an cư tại Hàn ừ. Quốc cho cái cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thu Giang để ý là chị Ngọc còn đang uh, thực hiện một cái series về những cái nhà <laughs> đầu tư mát tay trong giới idol là nghệ sĩ Hàn Quốc nữa. Yeah. Thì khu vực uh, Gangnam có phải là một trong những nơi mà nghệ sĩ đầu tư nhiều không? dạ đúng rồi chắc là thu giang cũng có <laughs> theo dõi cái series này ha à, thì thực ra là ngọc làm chưa nhiều đâu nhưng mà ngọc sơ qua coi sơ qua thì ngọc thấy là đa phần những cái nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc thì họ rất là thích đầu tư ở tại khu vực Can Nam hoặc là một số những cái quận khác ví dụ như Cang Đông đó thì ngọc thấy là những cái loại hình mà họ đầu tư thì có hai loại hình chính đó là nếu mà mà đã là căn hộ thì căn hộ thì sẽ đầu tư căn hộ cao cấp và nếu mà có điều kiện thì mua hẳn luôn penthouse còn không thì họ cũng thích đầu tư vào những cái building uh, hoặc là hoặc là coma building tức là cái coma building là nói về những cái tòa nhà mà nó có cái uh, số tầng trung bình đó là khoảng 5 tầng ví dụ như vừa rồi thì uh, uh, diễn viên Kim Chi Eun thì cũng có đầu tư một cái coma building ở Nam Goo uh, nôn hơn Town đó thì thấy là cái đó cũng là một cái xu hướng tại vì cái số tiền đầu tư nó đâu đó nó trung bình khoảng là petal, uh, tức là khoảng 10 tỷ won giang biết là để ngăn chặn đầu cơ bất động sản hàn quốc thì đã áp dụng rất là nhiều chính sách ví dụ như là đánh thuế lớn nếu như mà mình sở hữu hai căn nhà trở lên không biết là việt nam mình có chính sách giống như vậy để hạn chế đầu cơ bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài không à, hiện tại á ở việt nam thì cũng có những cái dự thảo rồi ừ. thực ra cái dự thảo là cũng đã có từ nhiều năm trước nhưng cái việc thực thi thì ngọc chưa thấy thực thi đâm ra là ở việt nam thì bây giờ mình mua mình đầu tư bao nhiêu căn thì vẫn chưa có bị áp thuế gì hết giang ạ dạo này là tình hình bất động sản là thị trường tăng trưởng chậm phải không ạ tình hình kinh tế thì cũng khá là khó khăn đầu tư vào bất động sản thì suy giảm nên là chị ngọc có làm gì đặc biệt để khắc phục cái tình trạng này và duy trì hoạt động của văn phòng của mình không à cảm ơn câu hỏi của thu giang thì thực ra là ngọc cũng mới mở văn phòng cũng cách đây chưa lâu và trong cái năm nay thì ngọc tập trung vào cái việc là mình sẽ bổ sung hoàn thiện hơn những cái kiến thức của mình để làm sao để cung cấp nhiều cái thông tin hữu ích cho cộng đồng người việt tại hàn quốc trong cái lĩnh vực bất động sản cũng như là ngọc sẽ tập trung vào những cái phân khúc mà gọi là nhu cầu thật tức là ví dụ như nhu cầu ở thật thì ngọc nghĩ là đã là nhu cầu thật thì sẽ không có có sợ à rồi và cũng có một cái cái phân khúc là giống như ngọc nói là cũng quan tâm muốn mua nhà tại hàn quốc của cộng đồng người Việt Nam tại Việt Nam. Cho nên là Ngọc nghĩ là uh, khi mà mình tập trung những cái chuyện đó cũng như là mình uh, mình gọi là mang tính phụng sự, mình hỗ trợ nhiều cái thông tin và uh, giúp đỡ cho cộng đồng người Việt mình ở đây thì Ngọc nghĩ là cái việc đó là cái việc phải nên làm trong năm nay. Yeah. Theo chị Ngọc dự đoán thì xu hướng phát triển của thị trường bất động sản nói chung trên toàn cầu và ở Việt Nam nói riêng trong vài năm tới sẽ như thế nào? À, à, thu Giang đặt cho ngọc một cái câu hỏi thật sự là khó nha à, nhưng mà ngọc thấy là cũng ngọc cũng có theo dõi ừ. à, thị trường à, dạo gần đây thì ngọc thấy là ở những cái thị trường mà nó đã phát triển rồi như là hàn quốc nhật bản hay mỹ úc rồi chẳng hạn thì ở những thị trường này đòi hỏi một cái cái sức tăng gọi là đột phá thì nó sẽ cũng rất là khó khăn ừ. tuy nhiên à, nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái phân khúc mà gọi là nhu cầu thật thì ngọc nghĩ là vẫn sẽ ổn ừ. đó còn ở, riêng ở với thị trường việt nam thì uh, uh, Thị trường Việt Nam nó là cũng có một cái đặc thù đó là vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển. À, tuy nhiên, cái giá bất động sản ở Việt Nam những cái năm gần đây cũng tăng rất là cao. Ừ. Thì theo như Ngọc Biết hôm qua thì Ngọc có coi một cái phóng sự thì Ngọc biết là cái cái gọi là cái chỉ số mà giá nhà trơ so với thu nhập á thì nó lên tới ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nó lên tới 32.5 lần. Ừ. Tức là cái 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 ghép nó rất là cao và nó đứng thứ hai trên thế giới luôn. Nó rất là cao. Và ở Hà Nội cũng cũng, cũng cao luôn, Hà Nội cũng trên 18 lần. À, và những cái chỉ số này thậm chí nó cao hơn seoul nữa seoul nó thấp hơn đó như vậy thì để để mà thấy là cái việc đầu tư vào bất động sản việt nam ừ. ở thời điểm này thì cũng cần phải tỉnh táo và phải có một cái 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 nhìn nó sâu hơn chứ không phải là mình nghĩ là mình đầu tư cái gì nó cũng sẽ lên tại vì giá bây giờ nó cũng đã lên nhiều rồi cho nên là mình phải à, phải phân tích và phải xem kỹ à, tuy nhiên ở thị trường việt nam nó vẫn còn hấp lực Ngọc đánh giá là vẫn còn hấp lực trong thời gian tới. Thứ nhất là về cái tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như là đầu tư nước ngoài vẫn liên tục phát triển và liên tục và đổ vào Việt Nam và cũng như là cái tỷ lệ gia tăng dân số đó nó vẫn còn duy trì ở cái tỷ lệ tốt. Thì đó là những cái điểm sáng của thị trường Việt Nam trong thời gian tới và thế là buổi phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc rồi chị ngọc ạ cảm ơn chị ngọc rất nhiều vì đã tham gia ngày hôm nay không biết là chị có cảm nhận gì về buổi phỏng vấn ngày hôm nay không à ngọc rất là vui được uh, thu giang cũng như là ekip chương trình chuyện từ xu mời ngọc đến hôm nay bởi vì ngọc có cái có, có cái cơ hội để đến gần với uh, cộng đồng người việt nhiều hơn và ngọc chúc cho cái chương trình của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ nhiều hơn và mong là uh, trong dịp tới chúng ta lại có dịp gặp nhau. <cười> <cười> đang cảm ơn lời chúc của chị và mong chúng ta sẽ được gặp nhau trong thời gian sớm nhất nha. Dạ yeah, <laughs> rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại. <laughs>